Alo, chào các bạn, chào mừng hôm nay mình lại trở lại. Mà đầu xuân năm mới thì mình chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Thì đầu năm thì mình sẽ quyết định là làm một cái video về cách sửa đồng hồ, có thể nói là khá là kỹ về từ A đến Z. Hầu như các bệnh thì mình sẽ chỉ hướng dẫn theo cái gọi là cái cách chung chung thôi. Bởi vì cái đồng hồ của mình á là bị từ lâu nó đã bị như vậy rồi. Tức là cái kim ạ, thì nó lại cứ lệch ra phía bên này. Và chỉnh như thế nào cũng không được. Mình để rất là lâu và rất là liều. Vì lý do là mình cũng chỉ dùng nó để đo thông mạch và thử một số chan thi tô thôi. Vì mình có những cái đồng hồ khác rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình quyết định là sửa lại nó, xem liệu có sửa được không. Bởi vì cái tình hình là cái đồng hồ của mình bị cái bệnh rất là khó và rất là nặng luôn. Thì mình có hai ba cái đồng hồ cái kiểu dạng như vậy nhưng mà cũng đều đi hết rồi. Tuy nhiên thì với một tình hình là cái loại mà loại KH965 là cái loại về sau đấy, thì là của thằng Trung Quốc, nó rất là đều xỏ lá luôn, là nó không có đưa đồng hồ lên, nó không có đưa sơ đồ lên, không có sơ đồ, chỉ có một tờ giấy đó và một vài thông số thôi, còn nó không có đưa sơ đồ lên. Ý của nó là nếu mà làm hỏng á, bạn mà hỏng á thì bạn vứt đi, mua cái mới, không sửa không tiếc gì hết. Vì nó cũng không có nhiều tiền, nó muốn bán cái mới nên nó không để sơ đồ. Bây giờ nó khôn đến mức độ vậy. Nhưng cái thằng DA960TR thì cái đồng hồ đời cũ thì nó lại có sơ đồ. Vậy bây giờ phải làm sao? Hỏng thì hỏng cái kia. Bây giờ cái này lại có sơ đồ, và bây giờ ở bên kia nó loa nó lè tè, mình không biết là mình nói ở đây liệu có vào được hay không. Đang rất là ức chế về cái chuyện loa đài người ta mở ra và làm cho mình không có tập trung được vào sửa, với lại có khi là nó lại lẫn cả tiếng nhạc vào đây. Thì bây giờ mình sẽ quyết định sửa nó. Đầu tiên thì là sơ đồ thì không có rồi đúng không? Chỉ có một cái sơ đồ của đồng hồ khác. Bây giờ phải làm sao? Thì có rất nhiều cái nghi ngờ khi mà cái kim nó bị lệch như vậy. Và cái đồng hồ của mình thì nó bị hỏng bởi vì do xung điện chứ không phải là do cái gì hết. Đó chính là xung điện đấy. Nó làm hỏng và từ lâu rồi và mình có không muốn sửa. Mình thấy nó vẫn đo được, nhưng cái độ chính xác gọi là siêu tệ, cực sai. Ở trên đồng hồ đó thì mình đã dùng lâu và mình đã chế cả cái con điện trở đó, là mình thay bằng con điện trở siêu khỏe vào để đo dòng. Thì đầu tiên, cái việc nghi ngờ cái kim đồng hồ nó bị lệch về phía đằng sau như vậy, thì mình sẽ phải tháo cái đồng hồ, cái kim cái đồng hồ của nó ra, xem nó như thế nào. Chờ mình tí nhá, mình đi đóng bớt cửa lại, khổ quá. Sau khi mình tháo ra thì là ok, chỉnh cái đó thì nó lại trở lại cái vị trí cũ. Như vậy là cái vị trí đầu tiên của nó đã, cái vị trí kim của nó đã nằm đúng chính xác rồi. Và bây giờ mình sẽ thay pin cho nó, bởi vì thay một cục pin mới đi cho nó gọi là hiển thị chính xác nhất có thể. Bởi vì cũng có thể là các bạn sẽ nghĩ là do pin cũ thì sao. Thế nên mình sẽ thay một cái pin mới. Còn cái kim lúc nãy mình chỉnh đó là do là quá trình mình dùng để mình vặn thì nó đã lệch ra khỏi cái tâm, nên là chỉnh nó không có cái đấy, nó không vào được. Và bây giờ mình sẽ thay pin mới vào và chỉnh cái vị trí, chỉnh biến trở cho đúng cái ấy luôn, đúng cái chỉnh biến trở cho cái kim nó đúng với vị trí luôn.
Và bước tiếp theo, đã được bình thường như vậy rồi, nhưng vấn đề là đo ở đây nó sẽ ra sao. Bây giờ mình sẽ thử. Đầu tiên mình sẽ lấy con điện trở 10R, tức là 10 ohm, đo đồng hồ thực tế cho bạn thấy. Và bây giờ mình đo thì nó là 15 ohm. Cái đồng hồ kia, con này có 10 ohm mà đo lên những 15 ohm. Như vậy là đã sai số rất là nhiều rồi. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái nấc nhân 1 là cái nấc cần phải đo sai đã ít như vậy, thì cái nấc nhân 1K, nấc nhân 10K, nhân 100, nấc nhân 100, nấc nhân 10 thì sẽ còn sai ghê gớm mức độ nào. Cho nên vừa rồi mình mới đo con điện trở 4,6K thì kim nó không hề nhích, không nhích lên tí nào ấy. Chập hai kim lại với nhau thì nó lên. Vì thế đây là một cái ca rất là khó luôn, không dễ một tí nào. Như thế mình ở đây mình có lục tung cái đồng hồ sửa khá là lâu, tung tóe và tìm nguyên nhân. Mình sẽ tiếp tục lấy một con 1K tiếp để đo cho các bạn thấy nó tình trạng là như thế nào. Nấc nhân 1 thì là nó lực 15 ohm khi con điện trở 1, điện trở đó là 10K. Còn bây giờ nấc nhân 1K sẽ đo con điện trở 1K. Nếu đúng thì kim nó phải lên gần hết, nhưng ở đây kim nó chỉ lên có nhích có một tí tẹo tẹo. Như vậy là nó đã bị hỏng ở một cái tình thế là rất là khó. Và nấc nhân 100 cũng vậy, nấc nhân 10 cũng vậy. Chỉ có nấc nhân 1 là nó nhích lên được 15 ohm, mặc dù cái điện trở đó chỉ có 10 ohm. Giờ phải làm sao? Bây giờ mình rất là nghi ngờ về cái đồng hồ, cái kim kia. Cái kim mà nó ấy. Bởi vì mình nghĩ rằng nó là có thể là bị xung điện. Thứ hai là mình nghĩ về mấy con diode, nghĩ về tụ điện và nghĩ về con biến trở. Thì khi mà nó chết vì do xung điện thì có thể là diode cũng có thể chết, mà điện trở cũng có thể bị chết, bị sai số, và tụ điện cũng có thể chết. Nó tóm lại là cái gì nó cũng có thể chết cả, không có cái gì là không có thể chết cả. Đầu tiên mình sẽ thay biến trở cho nó, bởi vì cái thứ dễ chết nhất ở trên đồng hồ chính là VR. Và con VR ở đây là con VR 10 ohm, 10K. Mình sẽ quyết định thay con VR này và mình lấy ra mình đo đồng hồ. Thì các bạn để ý và quan sát ở trên đồng hồ. Như vậy là nó rất chi là nháy luôn. Kiểu như là nó đo rất là khó khăn, không đo được. Nhiều khi nó mất hiển thị luôn. Có nghĩa là cái con điện trở này nó có vấn đề chập mạch. Nó có vấn đề cho nên là không đo được. Mình lấy cả một cái đồng hồ khác để đo thử xem. Và nó cũng nhảy loạn xạ lên. Tức là cái con biến trở này nó đã bị hư do xung điện. Lúc thì được, lúc thì không. Cho nên mình sẽ quyết định thay bằng một con biến trở khác. Bây giờ thay con biến trở khác thì các bạn cũng phải dùng con biến trở đó 10K, đúng y chúc, y sang gì để thay. Còn cái về chuyện về kích thước thì nó khác thế nào cũng được, miễn sao lắp vừa được là được rồi. Nhưng cái chỉ số thì nên là đúng 10K để cho nó theo đúng với thiết kế. Khi các bạn lắp cái con VR đó vào thì các bạn lưu ý là hàn cái chìa lên nó phải là đúng với cái lỗ mà các bạn cắm xuống. Không có, các bạn hàn xong rồi các bạn lắp vào lại không vừa. Bây giờ mình sẽ lắp vào sau khi thay con VR.
xem liệu nó đã chạy hay chưa. Bởi vì đây là bệnh rất là khó luôn, rất khó. Nếu bình thường cái bệnh thông thường là chết cái nấc nhân 1 thì thay điện trở nấc nhân 1. Chết nấc nhân 10 thay điện trở nấc nhân 10, chết nấc 100 thay điện trở nấc 100 và chết nấc 1k thay điện trở nấc 1k. Nhưng đường này nó lại chết theo cái kiểu oái oăm một loạt luôn. Thì là tất cả những cái nghi ngờ đều có thể hết. Đây là bây giờ mình lại tiếp tục lấy con 4,6k vào đo và kim nó không hề nhích. Như vậy là vừa rồi mình thay con biến trở vào, nó không có cái gì thay đổi hết, không có tác dụng, vẫn như cũ mà thôi, không sửa được. Nhưng cái việc mình thay biến trở vào không phải là thừa, bởi vì con biến trở đó vốn dĩ là nó đã sai chỉ số và đã hỏng rồi. Bây giờ mình sẽ quyết định vẫn thay con biến trở đó, bởi vì con biến trở đó là con biến trở hàng xịn ở trong máy cũ, thì tất nhiên nó tốt hơn những con biến trở mà các bạn mua ở ngoài, cho nên mình sẽ thay con biến trở đó. Và sau khi thay biến trở vào, tình trạng vẫn như cũ, không có gì thay đổi, kể cả cái con 15 biến trở 15 ohm cũng vậy mà thôi. Bây giờ là một vấn đề rất đau đầu, là không biết là sẽ hỏng ở đâu đây. Mình đã sửa tung tóe rồi, cái gì cũng có thể nghi ngờ hết. Nào là diode hay là tụ hay là điện trở. Bây giờ chỉ có một cái con sơ đồ DE960TR. Cái đồng hồ này nó lại là, mà cái đồng hồ này lại, nó lại không phải là cái DE960TR mà là KH965. Tuy nhiên thì vẫn có một cách, bất cả một cái bộ máy nào cũng đều có một cái sự lòng mề ra na ná giống nhau, cho nên các bạn sẽ áp dụng một cái sơ đồ này vẫn có thể áp dụng được. Và ở đây là một cách để mà các bạn, để mình chỉ cho các bạn biết là các bạn có thể áp dụng sơ đồ của thằng này sẽ hoàn toàn là số má sẽ hoàn toàn khác luôn. Bây giờ sẽ là nhá, đây nhìn trên sơ đồ đây, đây là pin nhá, pin này. Đây là nấc nhân 1 này. Nấc nhân 1. Nấc nhân 1 thì nó là nằm ở đây. Đây này. Nấc nhân 1 này. Nấc nhân 1 thì ứng với con điện trở là 19R. Đúng không? Chưa? 19R chạy thẳng xuống đây này. Đấy. Mà thường thường nếu mà bị nấc nhân 1 ạ, thì sẽ ảnh hưởng đến một loạt cái này luôn. Thì cái con nấc nhân 1, con này chính là con 19R này. Thì đấu 20R là đấu bao nhiêu được? 25, 20, 18. Thì mình đấu con 20 thì không có cái điện trở chính xác. Thì đấu từ 18 đến 25. Tiếp theo là cái thằng này. Thằng này là 200R, 200 ohm. Thì nó lại là cái thằng này. Thằng này đúng 200 ohm không? Đây. Và bây giờ mình sẽ đo. Ở đây là 197 ohm. Như vậy có sai số. Và nấc nhân 100 là 2K. Còn nằm kế bên nữa là con nấc 100 2K08. Như vậy cái con nấc nhân 100 là cái con nằm thứ 3. Đó mình khoanh vùng đó là 2K08. Tiếp theo nấc nhân 1K là bằng 34K.
bởi vì 34 gà nó đang hiện ở ngay trên sơ đồ. Vậy con nấc nhân 100, nấc nhân 1k là con nào? Đó chính là con mình đang đo. Đó là con thứ tư, đếm từ ngoài vào, kể cái con bóc ra thì là con thứ tư. Và mình đo vẫn đủ 34 gà. Như vậy nó không có thiếu một tỷ chỉ số nào hết. Vậy nó hỏng ở đâu? Nếu các bạn bị đồng hồ bị hỏng một trong các nấc đó không đúng thì các bạn phải thay điện trở qua từng nấc đó. Bốn con này nó chỉ hỏng ở quanh quẩn ở cái bốn cái nấc đó thôi, chết điện trở ở bốn cái nấc đó thôi. Hầu như đại đa số cơ bản là chết ở bốn cái nấc đó, bốn con điện trở đó sẽ có con bị chết. Nhưng ở đây nó lại hỏng thêm một cái thế vô cùng oai oăm. Tiếp theo là nấc nhân 10k. Ở cái nấc này thì mình ít khi sử dụng, thì như mình vẽ ở trên sơ đồ. Tiếp theo mình sẽ lần theo một cái đường nữa, mà cái đường này lao thẳng về phía biến trở. Có thể cái đường này sẽ là ảnh hưởng đến cái đồng hồ, cho nên mình rất nghi ngờ cái con này có thể nó sẽ hỏng. Đó là con điện trở 44k như vừa rồi mình khoanh vùng. Nếu con này mà hỏng, có thể đồng hồ nó cũng sẽ bị như vậy, là toàn bộ đều bị hiển thị rất là lên, nhích lên kim được một tí chút. Giờ mình nghi ngờ cả cái con điện trở của nấc nhân 1 cũng vậy. Tiếp theo mình bung hết hai con diode. Hai con diode này cũng là hai, cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến cái đồng hồ đó bị hỏng như vậy. Và ngay cả cái con C đó, con điện trở con tụ đó mình cũng sẽ nhốc lên, bởi vì nó cũng có thể là nguyên nhân. Bởi vì các bạn sẽ quan sát ở trên sơ đồ, hai cái con diode đó là nằm song song với cái đồng hồ. Nếu hai con diode đó bị chập thì đồng hồ nó làm sao quay được. Ngay kể cả cái con tụ kia cũng vậy, nhưng mà con tụ đó thì nó lại không có sơ đồ. Còn cái VR10K đó, đó chính là con VR có thể hỏng, mình đã thay rồi. Vậy giờ loại con VR ra, con biến trở ra, và mình vẽ luôn cái sơ đồ, vẽ luôn cái đồng hồ đó cho các bạn nhìn thấy là nó nằm ở vị trí đó. Vậy nguyên nhân là gì? Sẽ rất đau đầu. Sau một hồi tìm tòi khám phá lục loại thì mình đã tìm ra được nguyên nhân chính xác của nó. Đó chính là cái tụ này. Cái tụ này có vẻ như là 103, 104 gì đấy, rất là số rất là nhỏ luôn, và mình cũng không có đọc được. Ở trên sơ đồ thì không có. Bây giờ mình sẽ tháo con tụ này ra cho các bạn nhìn thấy. Con này hỏng. Như vậy là tìm choét mắt ra mới biết được cái con này nó bị hỏng. Mà cái con này oái âm thay ở chỗ là nó lại không nằm ở trên sơ đồ. Và mình đo đồng hồ thì nó là tầm cỡ gần 25 ohm. Tụ mà lại đo lên những 25 ohm là tụ kiểu gì? Và nó nằm ở vị trí như mình ám trên cái áo lên trên cái đồng hồ đó. Và như ở trên sơ đồ thì không hề có, thì mình đang chỉ cái đường đó, cái khả năng nó nằm ở trên cái đường đó là nó nào đáng lẽ là nó phải nằm ở trên cái đường đó. Nhưng mà đây là cái sơ đồ của cái đồng hồ khác chứ không phải là cái sơ đồ của cái đồng hồ này, cho nên không thể tìm ra được cái con tụ đó. Còn hai cái con điện trở đó thì là hai con điện trở đo dòng, mình thay vào cái điện trở to hơn cho nên nó đồ sộ như vậy. Yeah. Đây thử nha. Bây giờ giáo sư đã thay vào xong. Đấy, mình đo điện trở để các bạn nhìn nhé.
4,4K7 thì nó vẫn là hiện lên 4K7 nha. 4K7. Đó là 4K7. Và như vậy là đồng hồ đã hiện lên đủ 4K7. Tức là gần hiện lên gần số 5. Và cuối cùng thì mình sẽ thay con tụ khác vào đấy. Khoảng độ 103 hoặc là 104. Nhưng mà ở trên mạch á, là cái mạch của mình nó bị chết, là mình thậm chí là liều không thay nó vẫn chạy. Bây giờ mình lấy một con điện trở 33K rồi, thì vặn lên nấc nhân 1 mà đo 33K thì nó ở đấy sẽ hiện lên cái số 30, và trên số 30 một chút thì đúng là 33K là ngon rồi. Đây là con 56 ohm đo ở đồng hồ số. Bây giờ mình sẽ vặn về nấc, nhân 10 thì nó phải lên gần số 5 thì mới đúng. Bởi vì 10 nhân với 5 là 56 ohm. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin mong các bạn hãy đăng ký và theo dõi kênh video tiếp theo của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều.